mình làm hoa hồng bằng trái cà đi. Trái này hư không cô? Trái hư rồi. Trái hư em mới dám làm. Hoa hồng bằng trái cà cũng được đấy nè. Bây giờ cô hướng dẫn cho cái phần này cũng giống như cái trái cà cái cam hôm trước cô chị. Cái trái đó không có mua mà khi bà bán bà có con trái bà thảy vô bà cho. Cho. Ừ. Mấy dòng hôm chưa hết tức hết. Tầm xé tạo cánh hoa. Thì mình cho nó vô đây nó bự quá nè, mình sẽ cắt bớt. Mấy em học phần cái phần cắt tỉa này để hôm mà mình thi đó thì mấy em tự làm để tụi em trang trí nha. Từ trên cuốn nè, mình đi xuống nha. Cái hoa hồng này là nó có chân đế hoa nha. Nhìn em chút đi chị. Đây. Xay đều, cố gắng xay cái phần này cho nó đều thì lát nữa cái cánh hoa mình xay nó dễ nha. Nếu mà nó bị lệch như cái là mình hồi mình xay ra nó dễ bị đứt. Rồi tới đây là chừa lại nha, chừa lại một phần về giống vậy. Cái này nếu mà nó không đứt thì mình sẽ cắt phần này là làm phần chân đế nha. Nếu mà nó không đứt thì cô sẽ cắt này cô làm cái chân đế hoa. Không có tâm gì chân, cứ để nhẹ đó, không cần tâm đâu. Được. Làm đi vô thau nước không chị? Không em, hoa hồng này không có cho vô thau nước được. Lấy cái dĩa, cái dĩa để ghi ở ngoài, lát mình sẽ trang trí luôn. Rồi cái cánh dưa leo á thì mình sẽ làm đơn giản trước đi nha. Hôm nay là mình sẽ làm những cái đơn giản nhẹ nhàng trước nha. Rồi hôm sau là sẽ khi nào mà mình thấy mà mình mỗi một buổi học gì là mấy em phải có những cái gì tụi em phải tự cắt tỉa một. Thank you.
Cho coi cái ăn coi. Cái này em không có nạo cái cánh hoa hả? Cánh hoa nó hơi dày nè. Nè, cánh hoa dày thì nó không có cong được cái cánh hoa lên dày nha. Cánh hoa dày chứ không phải là hoa dầu. Cánh hoa mỏng vậy thì nó sẽ dẫn lên giống vậy, còn nó dày quá thì nó chỉ bị cúp xuống ngoài luôn, không có dẫn lên ha. Cái này nó hơi bị ngọng quá. Mình cố gắng mình nạo cái phần này. Rồi, lấy áo đi ra, mọi em đều làm đi. Đã đi gọc cái nhụy mất tiêu rồi. Quên bài. Mới mà. Ghim trái nữa là nhớ bài à. Hết vô leo luôn. Mình đi về mình lấy tao chưa rồi. Không thấy là làm được đâu. Không thấy đâu làm được. Thêm mấy cái dao này mới được. Này em chưa làm được nè. Cái đó mình biết rồi. Cái này quá mỏng. Cho em mượn cái dao bén đó con. Tại vì cái này cũng nguyên liệu dịch nó nhiều hơn, thường của mình có 3 muỗng là cho 1 kg. Cái này là nãy mình em bao nhiêu vậy dịch? Còn 2 kg 7. Cho nên là mình phải tăng nguyên liệu lên nè. Cho vô 2 kg 7. Cái phần cái viên chao của nó thì lát nữa mình sẽ làm cái nước chấm thôi ha. Cái này là để viên nữa. Cho vô đây luôn em. Cái này là mấy muỗng? 3 muỗng nữa. Đỏ. Cái muỗng chao đó em cho nó đậm đặc, thêm nó đầy lên chút này. Rồi em tán giùm cô cái viên chao đây. Dầm dầm nó có nhiều. Mình sử dụng chao đỏ, nếu mình không có thích cái phần bột màu cam này, nước màu này thì mình thì đừng không xài cũng được nha. Nếu mà ở nhà mình chỉnh mình không cần xài, con này là cô làm để cho ví dụ như mình bãi khách hay gì hay là tiệc tùng cho nhìn nó hấp dẫn tí á thì mình cho thêm ít này. Còn nếu mà không á thì mình sẽ cho mình cho đỏ này nó cũng đủ màu sắc rồi nha. Hai ký lô bảy thì chắc em cho thêm một muỗng nước chao trắng cho nhìn cô làm. Cho thêm một muỗng cho cô muỗng đầy nữa, tại vì ở đây mình tới 2 kg 7 thôi, nó phần gấp 3. Hồi nãy cái chao đó thấy là cho cô 3 muỗng canh dầu hả? Hồi nãy cái chao này chỉ lấy cái được ba, không có lấy cái em, này cô chỉ lấy nước rồi. 3 muỗng canh dầu, 4 muỗng canh dầu, 3 muỗng 4 muỗng đó cô. Đúng. Rồi.
Cái này nếu mà mình nướng á thì mình để khoảng từ 30 phút lấy lên, nếu mà thời gian lâu càng thấm ngon nha. Mà mình nướng đó là mình nướng trực tiếp trên lò. Còn hiện tại là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nướng một cách nhanh nhất. Giống như hiện tại là khách tới nhà thì trong vòng nửa tiếng hoặc là 45 phút mình sẽ có món vịt nướng cao. Cô sẽ làm hướng dẫn cho mình cái bí quyết nha. Bí để mình làm cho nó nhanh để mình có thịt vịt cho khách ăn ha. Giờ bắt chảo lên đi em. Chất dừa không chị? Nó mềm chưa? Lấy đôi đũa. Lấy đôi đũa xăm thử thôi. Cái con đôi đũa xăm thử cái thịt vịt. Nếu mà nó mềm rồi á là mình được nè. Ví dụ như mà cái phần thịt vịt này á, mình xăm thử mà nó mềm rồi thì mình không cho nước thêm nữa nha. Còn nó chưa mềm thì mình không cho nước. Nó còn bị độ dai quá thì mình cho nước. Như vậy thì nó cũng được rồi nè. Mềm ha, nhưng mà cho hết cạn hết phần nước rồi đi. Cái này bên đây thì nó chưa nè ha. Bên đây là nó được rồi nè. Mình cho cả hết phần nước này nữa là được. À, còn cái phần nước này nè, ví dụ như mà mình nướng á, mình chịu khó mình quét lên cũng được. Còn quạt không thì em cái này đã cạn xong không? Em cho thôi mỗi một bên là một phần nước này vô. Để đây nó sẽ bám cái phần bột năng vô đây, lát nữa mình nướng cái phần thịt nó bóng nè. Bóng ngon. Đúng rồi em.
như vậy thì rồi mình khỏi, nó không phải quét, thì là mình nướng, làm nướng chín luôn ha. Đúng rồi, cho nó ám với lớp bột, với lớp bóng giòn của nó đó. Cái phần bột mình chỉ để làm cho nó bóng bịch bịch nó thôi, cho nó bóng gì nó giòn. Nước này là nước gừng, nước xả, gừng, nước hành nè, lại một màu cam, rồi đây bột năm mình chỉ một phần mình cho nó đều được, nó này nó đã nó ra cái phần mỡ bớt của thịt vịt rồi, rồi đó mình nướng ăn nó cũng không không bị ngán đâu. Thêm nước dừa không vậy? Thêm nước dừa không? Đổi chảo không, đổi. Tại cái chảo này nó bị cạn nước, nó không có thấm được hả? Em lấy cho cô cái vỉ thì mình chấm cái phần này đây luôn ha. Cái vỉ nước của nó đúng rồi. Cẩn thận nóng nha em, tại vì mình bắt lò rồi đó. Cái này mình cho màu tự nhiên nhiều nè, cái màu gà tôm ít nha, cho nên nó không có nổi mà màu sặc sỡ lên ha. Màu tự nhiên ăn cho nó tốt sức khỏe. Hồi nãy là nó cũng đã chín rồi không cô? Đúng rồi, cho nên là mình chỉ nướng cho nó thơm lên thôi. Cho nên là mình làm cái cách mà nhanh nhất mình để mình đã tiện thôi, là mình tận dụng thời gian của mình. Một phải ăn, một phải cho nó vô cái móng nhỏ đó. Móng nhỏ chứ, ở khăn dưới con chứ. Nhưng mà cái đó thì em phải quét vô, chứ còn mình trộn vô nó cũng không có ngon. Mình bứt mắt tay quá, mình đưa vô lò nó hỏng tay thì sao không có. Khoảng 2 phần 3 chiếc đũa thôi còn. Nè, chị muốn biết không quay không, chị cầm ngoài chị cười chứ. Thôi, cứ ngoài đi. Nếu thì sao một hồi chỗ bánh mì thì đi nơi đũa gã. Nếu như vậy đó, thứ nhất là nó nóng đều. Hay là nó không, nó sợ bị chán. Còn ba bạn nữa kìa, ba chiếc đũa nữa chia đủ rồi. Cô bữa nào cô dạy hai cô mới hai ngày như thế bên đây á con. Em mời cô qua homestay ngủ. Rồi ok. Không có đó phải ngủ chồng em phải được. Liên kết. Bên đó nhiều lắm thì bạn ơi. Biết hả? Chưa. Bên nghe bút sáng của Lao thế nè. Không biết rồi. Cô chưa biết. Để làm đi cho biết. Có giảm đi là mình kéo mình nhóm anh chị nè đi bển, chỉ có hai chiếc tàu không, mình đi cho vui luôn, hai chiếc tàu cú khóa bây giờ đi. Rồi một gói đậu ớt.
là nếu em muốn dịu nữa thì mình sẽ cho miếng bột ngọt vô, nếu mà ăn bột ngọt sống được nha. Trong đó có tỏi luôn hả cô? Tỏi ớt với chanh. Cho nó nguội tí xíu, em hoặc lấy cái gấp ngắn, cái gấp ngắn lúc nãy. Để em cắt cho. Cái gấp ngắn này. Cô cắt cho nó đủ cái phần để mình trang trí nè. Cái sao mình cắt rồi mình đi. Ăn luôn rồi hả về nha. Lạnh là cho ăn mấy cái đồ nướng này mà có còn gì bằng nữa ha, có xì cụ rồi ha, em thấy nha. Thấy cồn, thấy xả, thấy cồn, thấy cồn. Trời ơi, cô uống chật ly, cô xỉu rồi em ơi. Làm dữ gì đó. Vậy mà bữa cô nói không uống không say là không về. Đúng rồi, uống say rồi, chút xíu say rồi về rồi. Còn bữa rồi có nhưng mà bữa đó vậy là cô say rồi, anh chút xíu cô về rồi, không say giờ không về, nhưng mà say rồi phải về chứ.